Hello anh em, chào mừng anh em tới với channel của mình, lại là tôi đây, admin của anh em đây. Nếu như nhắc tới Đảo Hổ, tôi cá 100% anh em ở đây sẽ nghĩ ngay tới Võ Tòng trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am. Nhưng không, Võ Tòng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, còn người hôm nay tôi mang tới cho anh em đó là hàng Rian 100%. Và đó là ai, video sau sẽ rõ hế đồ anh em thôi. Người mà tôi muốn nói tới đó là Phùng Hưng, người dũng sĩ giết hổ giúp dân được phong tặng danh hào bố cái đại vương. Tân Mùi, 791, Phùng Hưng từ. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về tiểu sử và sự nghiệp của ông nào. Phùng Hưng chưa rõ năm sinh, mất năm 791. Phùng An là thủ lĩnh cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại sự thống trị của nhà Đường ở Việt Nam thời Bắc thuộc lần thứ 3 602-905, đuổi được người phương Bắc và cầm quyền cai trị một thời gian. Tiểu sử Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đường Lâm xưa kia vốn là vùng đất gò đồi và rừng cây rậm rạp, bởi vậy mới có tên gọi là Đường Lâm. Cho tới nay ngày sinh của ông vẫn chưa rõ. Các sách chính sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi ông mất năm 791, chỉ một thời gian ngắn sau khi đuổi được giặc Bắc Phương. Một nguồn giã sử cho biết ông sinh ngày 25 tháng 11 năm 760, tức năm 1761, và mất ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, tức 139802, họ 41 tuổi. Phùng Hưng có tên tự là Công Phấn, cháu bảy đời của Phùng Tói Cái, người đã từng vào trong cung vua Đường Cao Tổ, thời niên hiệu Vũ Đức 618-626, dự yến tiệc và làm quan lang ở đất Đường Lâm. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạc Khanh, một người hiền tài đức độ. Khoảng năm Nhâm Tuất 722, đời Đường Huyền Tông niên hiệu Khai Nguyên, Phùng Hạc Khanh đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, tức Mai Hắc Đế. Sau đó, ông trở về quê chăm chú công việc điền viên, trở nên giàu có, trong nhà nuôi nô tỳ có đến hàng nghìn người. Theo sự tích, Phùng Hạc Khanh có một người vợ họ Sử. Ông bà sinh một lần được ba người con trai khôi ngô khác thường, lớn lên ai cũng có sức khỏe, có thể kéo trâu, quật hổ. Anh cả là Phùng Hưng, em thứ hai là Phùng Hải tự là Tư Hào và em út là Phùng Dĩnh tự là Danh Đạt. Đến năm ba anh em 18 tuổi thì bố mẹ đều mất. Trong ba anh cả Phùng Hưng là người có sức khỏe và khí phách đặc biệt. Sự nghiệp, Việt Nam thời thuộc Đường gọi là An Nam Đô Hộ Phủ, khi đó đang nằm dưới ách cai trị hà khắc của bọn quan đô hộ. Các quan đô hộ nhà Đường ra sức vơ vét của cải của người dân Việt Nam, bắt người dân Việt phải đóng sưu cao thuế nặng, khiến lòng người ngày càng căm phẫn. Phùng Hưng nối nghiệp cha trở thành hào trưởng đất Đường Lâm. Cho tới nay dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện ông dùng mưu kế giết hổ giữ mang lại bình yên cho làng xóm. Năm 767, Cao Chính Bình, hiệu úy Châu Vũ Định miền Việt Bắc, giúp kinh lược sứ An Nam là Trương Bá Nghi đánh bại được cuộc xâm lược của quân Trà và ở Chu Diên, sau đó được cử làm đô hộ An Nam. Chính Bình ra sức vơ vét của cải của nhân dân, đánh thuế rất nặng. Khoảng niên hiệu đại lịch 766-779, chưa rõ đích xác vào năm nào, nhân lòng căm phẫn của người dân, lợi dụng khi quân lính ở Tống Bình Hà Nội nổi loạn, Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân từ khắp các miền đất giao châu. Thoạt đầu, anh em họ Phùng nổi dậy làm chủ Đường Lâm, rồi nghĩa quân tiến lên đánh chiếm được cả một miền rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng thành căn cứ chống giặc. Phùng Hưng xưng là đô quân, Phùng Hải xưng là đô bảo và Phùng Dĩnh xưng là đô tổng, chia quân đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Cao Chính Bình đem quân đi đàn áp nhưng chưa phân thắng bại. Tình hình diễn ra như vậy hơn 20 năm. Được sự trợ giúp của người cùng làng có nhiều mưu lược là Đỗ Anh Hàn, tháng 4 năm Tân Mùi, 791, Phùng Hưng từ chỗ cầm cự đã cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình. Quân của Phùng Hưng chia làm năm đạo do các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàn, Bộ Phá Cần và chủ tướng Phùng Hưng tiến công vây thành. Phần lớn các truyền thuyết đều kể rằng, Phùng Hưng nhận thấy lực lượng chưa thật đủ mạnh để đè bẹp quân địch, ông đã cùng các tướng tỏa đi xung quanh chiêu mộ thêm binh lính và sắm thêm vũ khí, còn việc vây thành được giao cho ba người cháu gái họ Phùng, gọi Phùng Hưng bằng bác. Cuộc chiến đấu sau đó diễn ra quyết liệt, quân Đường chết nhiều, Cao Chính Bình phải vào cố thủ trong thành, lo sợ cuối cùng bị ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và vào phủ đô hộ, coi chính sự đất nước, qua đời. Chính sử chép rằng ông cầm quyền cai trị không lâu sau đó đã qua đời ngay trong năm 791. Các sử gia hiện nay xác định ông mất khoảng tháng 5 năm 791. Nguồn giã sử Việt Điện U Linh của Lý Tế Xuyên và giai thoại dân gian cho rằng ông cầm quyền được 7 năm, nhưng lại mất năm 802. Thông tin này không phù hợp về logic, năm 791 giành được Tống Bình mà mất năm 802, tức là Phùng Hưng cầm quyền trong 11 năm chứ không phải 7 năm. Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần cho rằng, Lý Tế Xuyên và truyền thuyết dân gian đã có sự lầm lẫn, hơn 7 năm là thời gian tính từ khi Phùng Hưng làm chủ khu vực quanh Đường Lâm tới khi ông mất, chứ không phải tính từ khi ông làm chủ Tống Bình. Ông được nhân dân suy tôn là bố cái đại vương. Ok, video hôm nay tới đây, thôi anh em thấy video hôm nay thế nào? Nếu anh em thích video anh em hãy để lại cho mình một like và một sub nhé. Ok,
và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Bye bye.